Vật tư nông nghiệp Thúy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Đây là cái mẫu chậu FA 450, hàng Trung mới về các anh các chị nhé. Hàng Trung đợt này thì nó chỉ chênh hơn hàng Việt có 1k thôi. Tức là cái hàng FA 450 này của hàng Việt thì đang là giọt có giá là 16.000 và FA 450 của hàng Trung hiện tại thì đang có giá là 17.000 các anh các chị nhé. Và cái bên này là cái hàng chậu tròn. Bên này là cái hàng chậu tròn AB 400. Thì em cũng đi chi tiết luôn để các anh các chị biết rõ hai cái mẫu chậu này nó giá nó gần bằng tiền nhau. FA 450 thì cái kích thước nó sẽ là 30 này. Lọt lòng nó sẽ là 26. Chiều cao của chậu thì nó sẽ là 20. Mẫu chậu này hiện tại đang có giá là 17.000 đồng. Em bao ship toàn quốc cho các anh các chị từ 30 chậu. Đây là một cái mẫu chậu lục giác mà nó rất là bền. Nó bền gấp đôi so với cái hàng Việt nhé các anh các chị nhé. Mà nó đắt hơn chỉ có 1k thôi. Các anh các chị dạo này mà mọi khi là hàng Việt nó 14.000 thì là nó đắt hơn tận 3.000. Như đợt này nó lên 16.000 rồi thì cái này nó chỉ có đắt hơn có 1.000 thì nên lấy cái hàng này nhé. Nó là FA 450 này. Hàng này nó rất là bền, cái nhựa của hàng Trung này nó bền hơn rất là nhiều các anh các chị nha. Tiếp đến thì em giới thiệu đến cái mẫu chậu AB 400 này. Thì hiện tại AB 400 đang có giá là 18.000 đồng. Cũng bao ship toàn quốc cho các anh các chị từ 30 chậu luôn. Thì các anh các chị nào mà thích hàng lục giác thì lấy hàng lục giác. Còn lấy hàng tròn thì là lấy AB 400 nhé. Kích thước nó sẽ là 33. Lọt lòng nó sẽ là 30. Chiều cao của chậu thì nó sẽ là 26. Mẫu này là 18.000 đồng. Bao ship toàn quốc cho các anh các chị từ 30 chậu. Mẫu này là một cái mẫu tròn trơn. Cái hàng lục giác thì nó là hàng kiểu dạng vân gạch nhé. Nhưng mà cái này nó là lục tròn trơn. Cái này nó là hàng tròn trơn. Các anh các chị nào thích đơn giản mà thích bền thì là lấy mẫu này. Sử dụng những cái mẫu hàng chung này, cái chất nhựa nó rất là đảm bảo. Các anh các chị trồng cây ngoài trời, trồng cây trên sân thượng vừa là rất là gọn gàng khi mà các anh các chị không sử dụng đến này, có thể xếp vào gọn gàng. Và các anh các chị sử dụng thì nó rất là bền, đảm bảo cho các anh các chị. Mã đây, mã nó là AB400 đây. Đấy. Cái hàng chung thì bao giờ nó cũng đảm bảo cái lỗ thoát nước nó đục rất là nhiều. Bao giờ cũng ưu tiên về cái chế độ thoát nước cho cây. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thúy Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn hai cái mẫu chậu của hàng Trung nhé, tầm giá tiền dưới 20.000. Các anh các chị đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn nút like chia sẻ giúp vật tư nông nghiệp Thúy Nhung nhé. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.